Hàn Tuyết, mỹ nhân đi diễn vì đam mê, xuất thân hiển hách khiến cả Hoa ngữ nể sợ. Nếu làng giải trí Hồng Kông có hướng Tả, con trai ông trùm hướng Hoa Cường là thế lực không ai dám đụng tới, thì đại lục cũng có Hàn Tuyết, sao nữ có gia thế khủng khiến ai ai cũng nể sợ. Hàn Tuyết sinh năm 1983, là nữ diễn viên tốt nghiệp khoa diễn xuất từ Học viện Sân khấu Thượng Hải. Cô được mệnh danh là một trong kinh thành tứ mỹ, danh hiệu mà truyền thông dùng để gọi bốn người đẹp có gia thế khủng của làng giải trí Hoa ngữ, gồm Cánh Diêm, Hàn Tuyết, Bạch Băng và Cam Vi. Thế nhưng, trải qua nhiều vai diễn, công chúng vẫn cho rằng cô là một bình hoa, cảm thấy vai diễn của cô quá một màu, dù là phản diện hay chính diện. Bản thân cô cũng từng thừa nhận rằng các vai diễn trước giờ của cô chưa mang tính thách thức nhiều và cũng chưa có điều kiện ngoại cảnh tốt nhất nên chưa thể thể hiện các tố chất và kỹ thuật của mình. Sự lột xác mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp của Hàn Tuyết chính là khi cô nhận được lời mời tham dự hai show truyền hình lớn là Thanh Lâm Kỳ Cảnh và Tôi Là Diễn Viên vào năm 2018. Trong show Thanh Lâm Kỳ Cảnh, cô đã làm khán phòng cũng như cộng đồng mạng trầm trồ với màn lồng tiếng đỉnh cao, một người lồng tiếng cho 8 vai trong tác phẩm Inside Out. Hàn Tuyết đánh dấu một năm 2018 đầy thành công khi giành cúp quán quân của chương trình Tôi Là Diễn Viên chuyên show về diễn xuất với dàn giám khảo là những diễn viên kỳ cựu như Trương Tử Di, Từ Tranh. Để rồi tháng 1 năm 2019, Hàn Tuyết đạt giải sao nữ có giá trị thương mại tăng vọt khoảng năm 2018 đến năm 2019. Nhan sắc băng thành ngọc khiết, học vấn đáng ngưỡng mộ. Hàn Tuyết tốt nghiệp khoa diễn xuất từ Học viện Sân khấu Thượng Hải. Cô chính thức gia nhập làng giải trí từ khá sớm, khi mới 17 tuổi với tác phẩm đầu tay Tử Hoa Lãng Mạn và nhận được nhiều đánh giá tích cực. Khi còn là sinh viên Học viện Hí kịch Thượng Hải, Hàn Tuyết đã nổi tiếng khắp trường bởi vẻ đẹp trong sáng. Một số diễn viên kể lại, thời đó, nhiều chàng trai trong trường si mê Hàn Tuyết. Sự nghiệp diễn xuất của Hàn Tuyết khá thuận lợi khi cô liên tục ghi dấu ấn với các vai diễn trong nhiều bộ phim đình đám như Bạch Cốt Tinh trong Tây Du Ký 2009, Hương Tuyết Hải trong Thiên Ngoại Phi Tiên năm 2005, Đoàn Tuyết Ngữ trong Hiệp Sĩ Mù, Trương Vĩnh Thành trong Diệp Vấn. Ước mơ từ nhỏ của Hàn Tuyết là trở thành một nhà ngoại giao xuất chúng, vì vậy cô học cực kỳ xuất sắc môn tiếng Anh, giáo dục chính trị và địa lý. Ngoài ra, nữ diễn viên còn tinh thông nghệ thuật cổ điển và thi ca, văn học cổ. Ngoài diễn xuất tốt, Hàn Tuyết còn tạo ấn tượng với khán giả nhờ khả năng ca hát. Cô cũng rất mát tay khi đảm nhận vai trò sản xuất phim. Gia thế hiển hách và những đặc quyền không ai có. Xinh đẹp và tài năng, thế nhưng Hàn Tuyết lại thường xuyên bị nói nổi tiếng nhờ gia thế. Cũng khó trách bởi gia đình của cô thuộc hàng có máu mặt ở đại lục. Theo nhiều thông tin từ các trang mạng của Trung Quốc, nữ diễn viên sinh năm 1993 xuất thân trong một gia đình quân nhân tại thành phố Tô Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cụ thể, ông nội của cô, tướng Hàn Thự, từng tham gia cuộc chiến Triều Tiên chống Nhật và Mỹ. Năm 1955, ông được phong làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Trung Quốc, sau được phong đại tá ngay vào thời điểm Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc được thành lập. Trong khi đó, ông ngoại Hàn Tuyết là Vương Cận Sơn, từng giữ chức vụ tư lệnh quân khu Bắc Kinh và là hình tượng nguyên gốc trong bộ phim Gương Sáng. Bác ruột cô là Phó Tư lệnh quân khu Lan Châu. Hàn Tuyết còn có hai người chú ruột đều là cán bộ cấp cao, một cô ruột là nghệ sĩ nổi tiếng đang sinh sống tại Canada. Cha ruột của cô là chủ tịch hội đồng quản trị một tập đoàn đa ngành liên quan đến bất động sản, giải trí, ăn uống, thương mại. Cha dượng là giám đốc điều hành đài phát thanh Thượng Hải. Không chỉ có gia thế, Hàn gia còn tập hợp những người có trình độ học thức đáng ngưỡng mộ. Hai người cô của Hàn Tuyết đều là tiến sĩ ngoại giao. Chồng cô, doanh nhân Vàng Sơn, cũng được cho là người có năng lực xuất chúng và là người có tiếng nói trong ngành kinh doanh mạng, từng giữ chức phó tổng giám đốc công ty công nghệ Pacific Casuary Bắc Kinh. Hàn Tuyết từng rất tự tin phát biểu, tôi không bao giờ nhận đi ăn với đạo diễn hay nhà sản xuất, tôi cũng không sợ quy tắc ngầm vì không phải người trong giới giải trí. Thế nhưng, Hàn Tuyết luôn phủ nhận tin đồn về gia thế khủng chống lưng để cô có thể tự tin bất tuân mọi luật ngầm trong làng giải trí. Gia đình tôi thực tế là nhà lính và có kỷ cương khá chặt chẽ theo đúng kiểu gia đình quân nhân. Tuy nhiên, cách mọi người nghĩ là nhà tôi đều làm quan to, tướng cao thì hơi quá vì chưa đến mức đó. Tôi nghĩ những gia đình như vậy ở Trung Quốc nhiều nhàn nhãn, chỉ có điều với tôi gia đình mình có phần nghiêm khắc hơn. Hơn nữa, nếu mọi người nói gia đình giúp tôi thăng tiến trong ngành giải trí thì tôi khẳng định rằng có muốn giúp cũng không nổi. Tất cả chỉ là tin đồn nên mọi người chớ hoài nghi làm gì. Những gì gia đình làm cho tôi là cách giáo dục chứ không phải là sự giúp đỡ nào, Hàn Tuyết tâm sự. Nữ diễn viên 34 tuổi cũng luôn khẳng định thành công của bản thân là dựa vào thực lực. Từ năm 18 tuổi đến nay, mỗi đồng tiền của tôi đều do từ bản thân kiếm ra. Nhưng mới gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, Hàn Tuyết mới chịu tiết lộ một phần gia thế. Tuy không công khai danh tính và chức vụ người thân, nhưng mỹ nữ họ Hàn cho hay cha cô làm trong ngành quân đội. Thuở nhỏ, khi Hàn Tuyết cùng các bạn chơi trong khu nhà,
Các bạn nam thường được bố mẹ dặn tuyệt đối không được bắt nạt cô. Người đẹp còn cho biết thêm, ông nội cô cũng là một cán bộ quân đội nên có rất nhiều cảnh vệ phục vụ. Mỹ nữ sống sạch nhất Hoa ngữ. Khi Hàn Tuyết nhận đóng bộ phim đầu tiên, ông nội lo cho cô gặp chuyện nên đã phái nhiều cảnh vệ đi theo hộ tống cô. Cảnh tượng nữ diễn viên mới vào nghề được hơn cả chục người đưa đón bằng xe công vụ khiến đạo diễn và cả ekip hoảng hồn. Kể từ đó, lời đồn không được đụng đến Hàn Tuyết ngày càng lan xa trong giới làm phim. Từ đó trở đi, Hàn Tuyết nhận kịch bản rất đều tay, nhiều vai diễn cô đảm nhận đã gây ấn tượng tốt với khán giả. Tuy chăm chỉ nhận kịch bản, Hàn Tuyết cũng tự đặt ra cho mình những nguyên tắc trong nghề nghiệp. Trong từ điển của Hàn Tuyết, tuyệt nhiên không có cảnh nóng, thị phi, ngay cả những cảnh thân mật cũng không có. Điều này từng khiến các bạn diễn trong Diệp Vấn, Trịnh Gia Dĩnh cũng phải nhìn cô như nhìn người sao hỏa. Số là trong Diệp Vấn, có một cảnh quay Hàn Tuyết vai Diệp Phu Nhân phải khóa môi Trịnh Gia Dĩnh vai Diệp Vấn để dằn mặt kẻ thứ ba phá đám. Tuy nhiên cô đề nghị với đạo diễn rằng chỉ cần nắm tay hay ôm nhau là đủ rồi. Giới giải trí đặt cho cô một cái tên là Mỹ Nữ Nói Không Với Cảnh Hôn. Giữa showbiz hỗn loạn và nhiễu nhương, Hàn Tuyết hẳn là một cái tên kích thích trí tò mò của dư luận. Nhưng trái lại, hoàn toàn không có một tin đồn thất thiệt nào về cô. Có thể hiểu rằng, truyền thông dù cả gan tới mấy cũng phải dạy trường thế lực đứng sau của mỹ nhân này. Nữ diễn viên múa Kim MC chuyển giới Kim Tinh là người thẳng thắn và luôn đưa ra những phát ngôn khiến các ngôi sao lớn như Phạm Băng Băng cũng không dám phản bác. Tuy vậy, Kim Tinh lại vuốt mặt cũng phải nên mũi khi đụng đến nữ diễn viên Hàn Tuyết. Giàu có tư thân, người chồng xuất chúng, có vị thế nhưng chưa bao giờ kiêu căng. Không chỉ có quyền lực khủng sau lưng, Hàn Tuyết cũng vô cùng giàu có. Cô hiện vừa là diễn viên, ca sĩ, vừa có công ty sản xuất phim riêng. Người đẹp hiện đang trú tại một biệt thự ở khu vực Hồ Đình Sơn, hồ tự nhiên lớn nhất Thượng Hải. So với diện tích bề thế của biệt thự, một blogger cho hay, cơ ngơi của Hàn Tuyết lớn gấp đôi của nam tài tử Lý Liên Kiệt ở Thượng Hải. Trị giá căn biệt thự mà nàng Bạch Cốt Tinh bỏ ra để sở hữu là 350 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, chuyện riêng tư của Hàn Tuyết đến nay vẫn là dấu hỏi lớn. Tháng 6 năm 2016, Trang Phong Hoành đã tung loạt ảnh hình ảnh dấy lên nghi vấn nữ diễn viên, ca sĩ này đã bí mật kết hôn và sinh con. Trong khoảng 10 tháng, từ tháng 6 năm 2010 đến tháng 3 năm 2011, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí, không đóng phim mới. Nhiều khả năng thời gian đó, cô tập trung cho việc sinh em bé. Được biết, ban đầu, Phong Hoành nhận được nguồn tin cho biết, có một nữ diễn viên đã kết hôn trong âm thầm, cả hai đã có con. Nhờ nguồn tin này mà Phong Hoành đã theo sát và có được những hình ảnh về Hàn Tuyết. Điều đáng nói, khoảng thời gian năm 2012, Hàn Tuyết bị bắt gặp cùng một người đàn ông khi xuất hiện tại một sân bay. Sau đó, danh tính của người này cũng được tiết lộ. Anh tên là Vạn Sơn, là một cổ đông lớn thuộc một công ty lĩnh vực Internet. Đã từng có thời gian, cặp đôi được cho là có quan hệ tình cảm và bí mật kết hôn. Nói thêm về Vạn Sơn, theo một nguồn tin tiết lộ, năm 2000, Vạn Sơn làm tổng giám đốc hãng Sơn TV. Một năm sau đó, anh tách riêng và lập công ty mới trực thuộc Sơn TV và nắm quyền điều hành. Vạn Sơn tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, hơn Hàn Tuyết 18 tuổi, được cho là người có năng lực xuất chúng, từng giữ chức phó tổng giám đốc công ty công nghệ Pacific Century Bắc Kinh. Anh và nữ diễn viên Hàn Tuyết quen biết nhau từ năm 2006, rất ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của cô. Cho dù cặp đôi cách nhau nhiều tuổi, nhưng tình cảm rất ổn định và bền vững. Những người hàng xóm gia đình Hàn Tuyết cho biết họ có cuộc sống êm đềm, không bao giờ xảy ra tranh cãi. Trước thông tin dấu chuyện có chồng con nhiều năm, hiện Hàn Tuyết vẫn giữ động thái im lặng. Công ty quản lý cho hay đó là đời sống riêng của nghệ sĩ, chúng tôi không can thiệp. Giàu có, quyền lực, nhưng Hàn Tuyết chưa bao giờ là cái tên được xếp vào hàng sao hàng A. Nữ diễn viên 46 tuổi từng bị đánh giá là bình hoa di động, diễn xuất không có thực lực. Mới tháng 4 năm nay, Hàn Tuyết bị phát hiện hát nhép trong show ca nhạc tại Ninh Ba và bị khán giả phản ứng dữ dội. Tuy nhiên, một điều đặc biệt ở Hàn Tuyết mà ai ai cũng nể phục đó là có gia thế như vậy, nhưng nữ diễn viên chưa từng tỏ thái độ kiêu căng. Cô vẫn là một mỹ nhân giang nam thuần khiết, chất phác và khiêm tốn. Những việc đối tình lấy vai càng không làm ảnh hưởng đến nữ diễn viên này.